Nếu như các bạn đang cần tìm một mẫu laptop cân bằng giữa hiệu suất giải trí và làm việc phù hợp với môi trường doanh nghiệp thì HP ProBook 450 G8 với thiết kế cứng cáp, bảo mật tốt và nhiều tính năng được nâng cấp hơn so với thế hệ tiền nhiệm sẽ là gợi ý của Anphat dành cho các bạn. HP ProBook 450 G8 thừa hưởng nguyên vẹn dung mạo đặc trưng của dòng ProBook. Bề mặt trước được HP làm bằng kim loại với logo HP được đặt ở chính giữa, không bám vân tay. Mặt đáy thì được HP thiết kế bằng nhựa. Chính vì thế với một mẫu laptop 15,6 inch mà cân nặng chỉ 1,74 kg thì mình đánh giá đây là một mẫu laptop khá nhẹ. Bàn lề đặt chính giữa chạy ngang theo thân máy, các bạn có thể mở máy ra bằng một tay được. Kết cấu khung máy bằng kim loại khá chắc chắn nên khi mở máy ra sử dụng màn hình sẽ ít bị rung hơn so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm đặc biệt và cũng là điểm nhấn trong thiết kế của mẫu laptop này chính là ở phần bề mặt trước có một giải bắt sóng Wi-Fi và Bluetooth đặt ngay sát viền máy. Bình thường đối với những mẫu laptop khác thì giải bắt sóng này sẽ được thiết kế phía dưới màn hình hoặc là bàn lề. Nhưng đối với thiết kế này thì mẫu laptop của các bạn sẽ bắt được sóng một cách tốt hơn. Máy hỗ trợ Wi-Fi 6 và Bluetooth thế hệ mới nhất và với giải bắt sóng này sẽ cực kỳ phù hợp cho các bạn thường xuyên phải sử dụng laptop để ra ngoài làm việc ở những môi trường đông người như là tham dự hội thảo hoặc là đi gặp đối tác ở các quán cà phê. Với ưu điểm là màn hình lớn 15,6 inch, HP ProBook 450 G8 có độ phân giải Full HD, tấm nền IPS, độ sáng 250 nit, 45% NTSC mang lại chất lượng màu sắc tốt. Màn hình sẽ được trang bị công nghệ chống chói, góc nhìn rộng, chống lóa, hỗ trợ người dùng có thể nhìn từ nhiều góc độ, cũng như là sử dụng được trong môi trường có ánh sáng trực tiếp chiếu vào. Cấu hình Intel thế hệ thứ 11 mới nhất Core i5-1135G7 với 4x8 luồng giúp HP ProBook 450 G8 đáp ứng được hết tất cả tiêu chuẩn các ứng dụng hiện nay. RAM 8GB, 512GB SSD cho khả năng lưu trữ lớn mở ứng dụng nhanh. Ngoài khả năng xử lý các tác vụ văn phòng, giải trí thì khả năng xử lý đồ họa của HP ProBook 450 G8 cũng được tăng cường với các đồ họa tích hợp Intel Iris Xe Graphics cho khả năng xử lý đồ họa 2D, 3D, làm Photoshop hay edit video cơ bản đều được. Bàn phím của HP ProBook 450 G8 không chỉ có những cấp độ tùy chỉnh độ sáng đèn nền LED khác nhau tùy theo môi trường làm việc, mà còn có cảm giác bàn phím thoải mái, diện tích bề mặt phím lớn, hành trình phím hợp lý, phù hợp cho người dùng phải làm việc với văn bản dài hoặc là trả lời email hàng ngày. Đặc biệt là bàn phím mà HP trang bị cho mỗi laptop này có khả năng tràn nước, giúp các chi tiết phần cứng bên trong máy an toàn khi người dùng vô tình bị đổ nước vào trong quá trình sử dụng. Touchpad kích thước tương đối rộng, hai phím nhấn chuột trái phải được làm chìm xuống làm tăng thêm sự thoải mái của người dùng khi giơ tay, cảm giác tracking tốt. Ngoài ra thì máy cũng có cảm biến vân tay được đặt ngay phía bên phải phía dưới khu vực bàn phím, vừa tăng tính bảo mật vừa giảm thời gian mở khóa Windows của bạn. Cổng kết nối hỗ trợ đầy đủ với 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng microSD, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45 và 1 jack audio combo. Hệ thống âm thanh cũng được HP vô cùng đầu tư khi có hệ thống âm thanh B&O kết hợp với công nghệ HP Audio Boost và Smart App thế hệ mới giúp nâng chất lượng trải nghiệm loa, âm thanh to có chiều sâu hơn rất là nhiều. Và thời lượng pin thì luôn là điều mà người dùng quan tâm. Viên pin theo máy là viên pin 3 cell nhưng lại cho thời gian khá tốt, có thể dùng được trong khoảng 6 tiếng làm việc liên tục trong vòng 1 ngày. Tổng kết lại thì với mức giá chỉ hơn 18 triệu đồng được sở hữu con chip thế hệ mới nhất, màn hình lớn xử lý được nhiều tác vụ thì đường link sản phẩm mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video thế nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphat có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.